Ở sinh vật nhân thật eukaryote, hầu hết các gen mã hóa protein có tính phân mảnh, nghĩa là xen kẽ giữa các đoạn trình tự mã hóa cho các axit amin của protein là các đoạn trình tự không mã hóa. Những đoạn trình tự không mã hóa này nằm trong gen được gọi là các intron, còn các đoạn trình tự mã hóa cho các axit amin được gọi là các exon. Khi các gen mã hóa protein được phiên mã, ban đầu tế bào tạo nên một phân tử ARN thông tin tiền thân, gọi tắt là tiền mRNA. Phân tử tiền mRNA này là bản phiên mã đầy đủ trình tự nucleotide của gen bao gồm cả các exon và các intron. Sau đó, để tạo nên phân tử mRNA hoàn thiện được dùng làm khuôn tổng hợp nên protein có chức năng, các đoạn intron cần được cắt bỏ khỏi phân tử tiền mRNA, đồng thời các đoạn exon được nối lại chính xác với nhau. Quá trình này được gọi là quá trình xén intron hay xén ARN. Sự xén intron diễn ra chính xác là nhờ việc nhận biết các trình tự ở đoạn ranh giới giữa exon và intron. Có nhiều nhóm intron khác nhau, nhưng một trong những nhóm intron điển hình luôn có trình tự đầu 5'GU và đầu 3'AG. Ngoài các nucleotide ở hai đầu này thì các nucleotide khác gần các đầu 5' và 3' của intron cũng như một số trình tự nucleotide bên trong cũng có vai trò quan trọng trong việc nhận biết và phân biệt các intron với các exon. Quá trình xén ARN diễn ra qua một loạt các sự kiện liên quan đến một nhóm ribonucleoprotein kích thước nhỏ phổ biến trong nhân được viết tắt là snRNP và được đọc tắt là SNP. Các SNP là các phức hệ của một số loại protein với các phân tử ARN kích thước nhỏ. Trong bước thứ nhất của quá trình xén intron, SNP U1 nhận ra đoạn nối đầu 5' của intron với exon 1. U1 lúc này sẽ đính kết vào trình tự GU tại đầu 5' của intron. Nếu một đột biến làm thay đổi những bazer nitơ này thì U1 không thể nhận ra và intron không được cắt. Ngoài các trình tự GU ở đầu 5' và AG ở đầu 3', trong intron còn có một trình tự gọi là điểm phân nhánh cũng có vai trò quan trọng trong quá trình xén intron. Trình tự điểm phân nhánh thường gồm 7 nucleotide nằm gần đầu 3' AG. Ở động vật có vú, trình tự điểm phân nhánh này là Y dài N, C, U, R, A, Y dài. Trong đó N là một trong bốn loại nucleotide bất kỳ, tức là hoặc là A, U, G hoặc C. Y dài là một trong hai loại pyrimidin, tức là U hoặc C, còn R là một trong hai loại purin, tức là A hoặc G. Sau khi U1 đã gắn vào đầu 5'GU, nó thúc đẩy SNP U2 gắn vào vị trí adenine cuối cùng của trình tự ở điểm phân nhánh. Đến đây, một phức hệ gồm 3 SNP là U4, U5 và U6 sẽ đính kết với U1 và U2, đồng thời đưa các yếu tố này cùng các trình tự ADN liên kết với chúng đến gần nhau. Lúc này, intron có cấu trúc vòng thắt. Sau khi U1 và U2 tiếp xúc với nhau, U4 được giải phóng. Sự giải phóng U4 dẫn đến sự hình thành một phức hệ có hoạt tính cắt intron gọi là spliceosome. Chức năng của phức hệ spliceosome là cắt intron ở đúng biên giới với hai exon liền kề. Phản ứng cắt bắt đầu xảy ra ở đầu 5'GU, phân tách giữa intron với exon 1. Guanine ở đầu 5' tự do, lúc đó sẽ tạo liên kết cộng hóa trị với nucleotide adenine ở điểm phân nhánh. Lúc này cấu trúc vòng thắt của intron được gọi là thòng lọng. Phản ứng cắt tiếp theo xảy ra tại đầu 3'AG, làm phân tách intron khỏi exon 2. Các exon 1 và 2 được nối với nhau thông qua liên kết phosphodiester giữa đầu 5' và 3', cùng với việc các SNP được giải phóng cùng với intron. Các SNP U1, U2, U5 và U6 vẫn đính kết với các intron và vận chuyển intron tới các enzyme giải phân nhánh có trong nhân tế bào. Các enzyme này sẽ phân hủy các đoạn ARN intron để tái tạo các ribonucleotide tiền chất cần cho các chu trình tổng hợp ARN sau này. Quá trình xén intron như trên được lặp lại cho mỗi intron và cho đến khi tất cả các intron có trên một phân tử tiền mRNA được xén hết. Lúc này một phân tử mRNA có trình tự mới được hình thành được gọi là phân tử mRNA hoàn thiện hay mRNA trưởng thành. Phân tử mRNA trưởng thành lúc này đã sẵn sàng cho việc vận chuyển khỏi nhân ra tế bào chất và dùng làm khuôn để dịch mã tổng hợp protein tại các ribosome.